Chào bạn, chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. Thì chuyên gia selfie Tạ Tuấn vẫn liên tục về hàng và vẫn với cây đồ long đao trên tay thì liên tục khui ra những cái hàng chất lượng để bán cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Và ai đăng ký rồi khi xem video thì hãy dành tặng cho mình một like và chia sẻ video lên Facebook để mọi người được biết đến kênh Di Động Nhật Nam và mua hàng chính hãng với cái giá rẻ hơn, cũng như là hàng chất lượng các bạn nhé. Yên tâm sử dụng, tránh bị những cái kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Rồi, ok, ngay bây giờ mình sẽ khui cái hộp ngày hôm nay xem có cái gì để mọi người có thể đặt mua hàng nhé. Tất cả mọi thông tin của Nhật Nam các bạn sẽ tìm thấy dưới phần mô tả mỗi cái video hoặc là ở trên Google các bạn ha. Trên Google các bạn chỉ cần vào Google tìm kiếm chữ Di Động Nhật Nam là sẽ thấy thông tin của mình rồi. Rồi ok, đây là nguyên một thùng máy Android các bạn ha. Android thì là hàng chính hãng. Nhật Nam cam kết là không bán những cái máy chạy hệ điều hành Android xách tay. Các bạn cứ yên tâm. Và tất cả những sản phẩm này thì bao men zin, màn hình zin, chưa sửa chữa gì hết. Chuẩn chỉ hết các bạn nhé. Đấy, và hôm nay chúng ta sẽ điểm sơ xem có những cái sản phẩm nào cho các bạn dễ mua. Này, clip này mình chỉ điểm sơ, mình báo giá thôi các bạn nhé. Còn review kỹ mình sẽ làm ở những clip sau. Dĩ nhiên sau đó mình sẽ test rất là kỹ rồi mới bán ra cho các bạn. Rồi đây là A70 này. A70 thì có giá là 4,6 triệu các bạn nhé. Samsung Galaxy A70. Rồi con này là A50. A50 thì chúng ta sẽ có cái giá là 3,5 triệu bạn ha. Tiếp tục là A50, tươi xanh như nồi canh luôn các bạn ha. Lại là A50. Nhưng đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ 128GB các bạn ạ. Thì giá bán nó sẽ cao hơn là 300.000. Nó sẽ là 3,8 triệu các bạn nhé. Đây tiếp tục là A70 màu xanh. A70 này thì vẫn là giá 4,6 triệu. Hồi nãy có khi mình nhầm con này là A50. À không, 70 ấy chứ, không nhầm. Rồi, F11 Pro, con này rất là nhiều bạn săn đón, săn tìm. Hàng vẫn còn luôn cả miếng dán thế này thì khá mới rồi, lột ra là mới cứng. F11 Pro này có camera thò thụt ha. Phiên bản này RAM 6, bộ nhớ 128GB, giá bán 4,3 triệu, máy khá là chất. Zin nguyên bản. Tiếp tục là nó nữa đây. 4,3 triệu các bạn nhé, F11 Pro, phiên bản 128GB. Tiếp tục là F11 Pro và màu xanh, phiên bản 128GB luôn, giá 4,3 triệu. Và đây là con Redmi Note 8 Pro, con này thì giá 4 triệu. Con nồi đồng cối đá của hãng Redmi, cần mọi loại game. Và đây là A50s, sản phẩm chưa bao giờ là hết hot, 3,8 triệu như mới. Tất cả những sản phẩm này là hàng sử dụng rồi, tuy nhiên cam kết là hàng còn đẹp chuẩn như máy mới bạn nhé. Và đây tiếp tục là A70, 4,6 triệu. Có nghĩa là cái độ keng của nó so với một cái máy mới thì nó chỉ là gần như mới, nó cận mới luôn, nó chỉ có vài vết xước lông mèo nhẹ khi chúng ta sử dụng theo thời gian thôi. Con Z8 này rất là hiếm, hết hàng đã lâu, hôm nay có được một máy màu tím thủy chung. Tím thủy chung này giá 2,7 triệu các bạn nhé, 2,7 triệu. Rồi đây là A71 màu xanh. Màu xanh ngọc khá là chất, con này thì các bạn cũng biết rồi. Màn hình thế 6 in 7 khá là ok nha. Và giá bán là 6,5 triệu. A71, Samsung Galaxy A71. Rồi tiếp theo là Z7 Pro màu hồng, máy khá là chất, con này thì 2,2 triệu. Sản phẩm này giống như là huyền thoại rồi ha, huyền thoại. F11 thường, F11 thường thì 3,4 triệu, rất là chất. Rồi tiếp tục và cũng như cuối cùng là A50, giá 3,5 triệu. Rồi thì mình xin lưu ý sơ qua những cái sản phẩm này là sản phẩm zin chính hãng, sử dụng được 2 SIM các bạn nhé. Khi bán ra với tiêu chí tặng đầy đủ phụ kiện, tuy nhiên có một số cái nó sẽ không có được cái ốp dẻo thì hy vọng các bạn thông cảm tự mua giúp Nhật Nam. Mình sẽ tặng là dán cường lực này, sạc và tai nghe, còn ốp dẻo cái có cái không các bạn nhé. Cái nào không có mọi người mua giúp Nhật Nam. Xin cảm ơn các bạn. Và khi mà ai muốn mua hàng của shop Nhật Nam thì vui lòng điện đến một trong
hai số điện thoại sau đây, đó là số 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng. Đối với sản phẩm ngày hôm nay toàn là dưới 10 triệu, các bạn vui lòng đặt cọc trước 100.000 qua một trong hai hình thức chuyển khoản hoặc là thẻ cào. Ai đặt bằng thẻ cào thì vui lòng mua thẻ Viettel hoặc Mobi 100. Cào ra chụp cái hình đó gửi qua Zalo cho Nhật Nam. Ai không chụp được hình thì có thể nhắn tin SMS cả cái dãy số là cái mã nạp tiền và dãy số seri in trên thẻ, tức là hai dãy số bạn nhé. Một dãy số chỗ bạn cào ra và một cái dãy số nhỏ nhỏ nó in loanh quanh đâu đó, gửi sang cho Nhật Nam rồi đưa thông tin rõ ràng cụ thể của bạn như là tên và địa chỉ nhà ở các bạn để Nhật Nam ship hàng cho bạn nha. Mình ship code trên toàn quốc nên các bạn cứ yên tâm, đến được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Còn những bạn ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì hãy đến trực tiếp shop của mình. Mình có shop nằm ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mọi người gần đến xem và ủng hộ cho mình nha. Còn những bạn ở xa yên tâm cứ đặt mua online. Shop mình uy tín và chất lượng cũng như là luôn luôn là bảo vệ quyền lợi khách hàng. Với cái chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu các bạn khá yên tâm rồi. Sau đó nếu như máy các bạn xảy ra lỗi mà còn bảo hành chính hãng, Nhật Nam hỗ trợ bạn để gửi vào hãng bảo hành cho bạn miễn phí luôn. Đấy, rất là ok bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ lên Facebook và đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký kênh để ủng hộ cho mình thật là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau nha.